Cậu Mực sau khi nghe mọi người góp ý hôm nay sẽ nhai kỹ hơn để tránh đau dạ dày nè, hi hi. Mọi người xem nhé, Mực nhai rồi mới nuốt chứ không hề nuốt chửng nha. Bữa ăn hôm nay của Mực đầy đủ tinh bột, chất béo, chất xơ, đảm bảo cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và một cơ thể cường tráng. Tuy nhiên có một điểm trừ cho cô chủ là thịt bò hôm nay hơi dai, chắc do hầm chưa đủ lửa. Mực nhai khá là mỏi răng nhưng vẫn ngon nhức nách à. Tôm to, béo ngậy, mực chấm 9 trên 10 điểm. Trứng cút lòng đào ăn rất bùi nha. Súp lơ vừa chín tới nhai vừa giòn vừa ngọt. Nói chung bữa ăn hôm nay của Mực khá là OC mọi người ạ, hi hi.